đầu tay quý vị này. Đầu tay là đục xoắn ốc rất là kỹ quý vị nhé. Đầu tay xoắn ốc rất là kỹ. Riêng cái phần yếm của tôi là yếm đục trúc. Yếm đục trúc rất là dày, dạ phòng và có tràng hạt. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày đầu tháng 9 năm 2020. Trong video clip ngày hôm nay thì anh em lại xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ bàn ghế gỗ đinh thối trọn vân quý vị nhé. Chất liệu gỗ đinh thối trọn vân. Đây trước mặt quý vị, đây là hình ảnh tổng thể của bộ ghế trường kế. Đây thì bao gồm có 3 món là hai ghế dài và một bàn tiếu. Hai ghế dài và một bàn tiếu. Đây trước mặt quý vị, đây là hình ảnh tổng thể của bộ ghế đây này. Thì ngay sau đây thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết hơn cho mọi người. Máy quay thì quay sát hơn để giới thiệu cho mọi người cái phần chi tiết này. Đây quay tổng thể chiếc ghế dài đã. Cứ quay tổng thể một chiếc ghế dài này. Chiếc ghế dài này thì có kích thước là phần khuôn ngồi này quý vị nhé. Phần khuôn ngồi là 2m17, phần diện tích sâu là 50. Phủ bì thì là 2m25. Phủ bì là 2m25 đây. Cái phần ván mặt đây quý vị này. Cái phần ván mặt chúng tôi là ván mặt liền một tấm, cũng như là trọn vân chun tự nhiên cực kỳ đẳng cấp. Không biết là hôm nay thì ánh sáng thời tiết hơi âm u một chút thì không biết là quý vị có nhìn rõ được chi tiết cái phần vân này không, thì máy quay có thể quay sát hơn, gần hơn đây quý vị này. Hơi nghiêng máy một chút, nghiêng chéo máy một chút này, nghiêng thấp máy một chút này thì là quý vị thấy nhìn rõ cái phần chun gỗ này. Đó, phần chun gỗ là hoàn toàn tự nhiên quý vị nhá. Phần mặt là chun hoàn toàn tự nhiên. Còn cái phần vách này, phần vách của chúng tôi là vách đục đào, vách đục đào Lena đào liệu đây quý vị đây này, vách đục đào này. Còn cái phần đây là phần bả tay này, phần tay cũng như là cái phần phần kỳ vai ấy là vân chun hoàn toàn tự nhiên. Và toàn bộ đầu tay, toàn bộ đầu tay chúng tôi là đầu tay đục xoắn ốc. Đây tôi sẽ đứng sang bên này, bóc máy chéo ngay này. Phần đầu tay quý vị này, đầu tay là đục xoắn ốc rất là kỹ quý vị nhé. Đầu tay xoắn ốc rất là kỹ. Riêng cái phần yếm của tôi là yếm đục trúc. Yếm đục trúc rất là dày, dạ phòng và có tràng hạt. Phần chân này là chân chín chỉ, chân chín chỉ quý vị nhá. Phần chân là chân chín chỉ. Đây quý vị quay xa đây, quay xa đây. Quay cả đằng sau này. Đây là phía đằng sau của bộ trường kỷ này quý vị này. Trường kỷ này. Đằng sau vân cũng rất là chun và đẹp nhá. Và hàng tôi thì là đã có một nước lót để bảo vệ gỗ rồi, một nước lót để bảo vệ gỗ rồi. Đây, phía bên này là chiếc tiếu này. Còn mày quay quay chiếc mặt bàn tiếu này cho khách hàng còn xem đây. Phần mặt bàn tiếu này thì có kích thước là 1m30 là chiều dài và chiều ngang là 60, cao là 81, cao 81. Mặt bàn thì là liền một tấm, cũng như là vân gỗ cực kỳ đẹp luôn, kể cả phía bên dưới này vân cũng đẹp quý vị nhá. Kể cả mé bên dưới này luôn này. Mé bên dưới vân gỗ cũng đẹp. Ánh sáng hơi nắng một chút. Đây, chiếc ghế thứ hai đây. Tiếp tục là giới thiệu chiếc ghế thứ hai. Thời tiết nó cũng sắp là chuyển nắng rồi. Tôi sẽ quay nhanh giới thiệu nhanh cho mọi người. Đây là mặt vân của chiếc ghế thứ hai này. Chiếc ghế thứ hai là vân gỗ cũng tương tự như chiếc mặt bên kia, cực kỳ là chun và xoắn xít luôn. Chúng ta quay tổng. Đấy, phần bả tay này. Rồi thì bây giờ tôi sẽ quay lại một lần nữa tổng thể của bộ ghế trường kỷ này. Tổng thể của bộ ghế trường kỷ này quý vị nhá. Quay rộng này. Đây quý vị này. Đây. Đây là hình ảnh tổng thể bộ ghế trường kỷ gỗ đinh thối quý vị nhá. Trường kỷ gỗ đinh thối trọn vân chun. Tôi xin nhắc lại là gỗ đinh thối trọn vân chun, một chất liệu gỗ hiện nay trên thị trường là rất là hiếm, rất là hiếm quý vị nhá. Nào quý vị nào có nhu cầu mà sở hữu thì hãy liên hệ ngay tới số điện thoại cũng như là thông tin chúng tôi trên màn hình. Đây, số điện thoại là 0987 510 806, website là đogotung8.com. Hiện tại thì tôi đang quay bên phía ngoài đường và bây giờ buổi sáng của những ngày đầu tháng 9 năm 2020. Quý vị nào quan tâm yêu mến hoặc là tham khảo đồ gỗ nội thất thì có thể bấm like và đăng ký kênh của chúng tôi. Chúng tôi cập nhật và chia sẻ giới thiệu những cái sản phẩm hàng đặc sắc và độc đáo khác. Ok, xin chào mọi người nhé và hẹn lại trong những video clip khác.